JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xe tin. Vâng, JK Audio xin chào anh Nguyễn Thục Kim nhé. Vâng, anh ở Bình Thuận, Phan Thiết. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có đặt cho mình một cái âm ly Hàn Quốc nội địa xịn mà hàng xuất đấy ạ. Vâng, thương hiệu Jaguar, mã là 1604. Vâng, thì đây là số tiền mà còn lại mà anh có thanh toán bên em sau khi nhận hàng, vì anh cũng đặt trước bên em một số tiền rồi ạ. Vâng, thì anh Thục Kim nhé. Đây là sản phẩm hàng chính hãng của bên em đấy ạ. Không thể lẫn vào đâu được. KM, cái tên của nó là Jaguar Suzang đấy ạ. Jaguar Suzang và mã của nó là KMS1604 DSP. Vâng, Made in Korea, đây là hàng nguyên đai nguyên kiện, vẫn còn kẹp đồng anh nhé. Đây là hàng vẫn còn kẹp đồng cái này, chưa bóc ra luôn đây ạ. Vâng, bây giờ em là người bóc đầu tiên. Đây, hàng này là hàng nhập nội địa Hàn Quốc mà xuất đi các nước đấy ạ. Đây ạ, đây là phía bên trong đây anh nhé. Vì thế anh Thục Kim anh yên tâm, đây là hàng đảm bảo chính hãng, không có thể lừa đảo được ạ. Vâng, đây là giấy tờ đi kèm đấy ạ. Vâng, và có cái tem phiếu check mã code đấy ạ. Không thể có sản phẩm thứ hai có những cái tem như thế này ở các dòng khác được ạ. Cái tem bảo hành đấy ạ. Vâng, rất là đầy đủ thông tin. Vâng anh nhé, đây là sản phẩm, em phải nói lại một lần nữa anh Thục Kim ạ. Đây là hàng sản phẩm chính hãng nội địa Hàn Quốc xuất, là bên em nhập, và có cái tem check mã code. Đây là cái mẫu chỉ duy nhất từng sản phẩm một mới có một cái mã check code này đấy. Vì thế anh yên tâm, đây là sản phẩm xịn cho anh, và sau đây em sẽ bỏ ra test cho anh trước khi gửi. Vâng, JK Audio xin chào anh Thục Kim ạ. À, anh Thục Kim anh ở Phan Thiết. Và sau khi bên em đã giới thiệu cận cảnh mà cái âm ly Hàn Quốc xịn mà anh đã chọn lựa bên JK Audio. Vâng, đó là cái âm ly Jaguar Suzang ạ, mã là KMS1604 ạ. Vâng, đây là hàng chính hãng. Vâng, bên em test rất là cẩn thận trước khi gửi. Hiện tại để so với thị trường âm nhạc bây giờ thì cái âm ly KMS1604 TSP này của Suzang thì không kém cạnh những cái dòng khác như đẩy vang, vì dòng này được tích hợp rất là nhiều các chức năng hiện đại ở phía bên trong, và đặc biệt công suất cực kỳ lớn, 2220W cho 4 kênh. Vâng, đặc biệt những cái dòng này, thứ nhất em kể những cái tích hợp của nó, đó là có 4 chế độ chơi, 3 chế độ chơi chơi công suất ở trên cái âm ly này, đó là chế độ 4 loa này, chế độ 2 loa và 1 súp này, chế độ đánh súp hơi này. Đấy, rất là tiện. Và đặc biệt có 3 chế độ nhạc mà nhà sản xuất đã mặc định sẵn. Đó, và có cả chống hú phía bên trên đây ạ. Chống hú từng cấp độ 1 là 10 cấp độ đấy ạ. Vâng, đấy là những cái ưu điểm. Và đặc biệt nó là có những chế độ là echo và dì vật tích hợp trên cái âm ly KMS1604 Jaguar Suzang nội địa Hàn Quốc xịn đấy ạ. Có cả echo và dì vật. Đấy, rất là hay. Và đặc biệt cái này nó có cả một cái chống tạp âm, noise gate, đây là chống tạp âm. Đấy, và có cả đường sút riêng. Đấy, có cả đảo pha đấy ạ. Đây là đường sút riêng. Đấy, rất là hay. Đặc biệt cái dòng này echo và dì vật rất là ngọt ngào. Đấy là những cái mà tính năng mới nhất, hiện đại nhất nằm trong cái âm ly Jaguar Suzang KMS1604 mà anh Thục Kim đã là chủ sở hữu. Vâng, anh Thục Kim mà đã sở hữu cái này thì cứ 10 năm sau cũng không lỗi thời, vì đây là sản phẩm mới sản xuất giữa năm 2018. Có thể chơi được rất là nhiều loa, vì đây là công suất rất khỏe mà được 4 kênh. Vâng, thì em đang kết nối với cái bộ dàn karaoke của anh Hai ở Hà Nội, thì em kết hợp luôn, em test cho anh rất là cẩn thận và chi tiết. Đây là sản phẩm mới anh Kim nhá. Vâng, đây là những giấy tờ mà đi kèm đấy ạ. Đoạn đầu tiên đó kể đến nó là một cái thẻ cào mã số check code của nhà máy Jaguar Hàn Quốc, và một cái tem bảo hành nhập khẩu của bên phía Việt Nam Komi sao đấy ạ. Vâng, và một cái catalog đi kèm 1604 và một hai cái tai. Đấy là những và những con ốc vít, là những cái phụ kiện đi kèm một cái âm ly 1604 mà anh Thục Kim đã chọn lựa. Vâng, để nói sở hữu một cái âm ly thế hệ mới như thế này thì những cục đẩy, những cái vang
nó không hề kém cạnh, đôi khi nó vượt trội hơn rất nhiều. Công suất cực khỏe đấy ạ. Vâng, đặc biệt đây này, trên này mới là cái quan trọng đấy ạ. Vâng, đây là những cái tem chính hãng chống hàng giả đây ạ, là một cái tem nhựa ở trên thân máy đấy ạ. Đây, cái tem nhựa này đấy, đây mới là cái quan trọng đấy ạ, tất cả những cái chống hàng giả hết. Là một cái tem dưới này nữa ạ. Đấy, vâng, em cho nhạc to tí ạ. Rất hay luôn. Vâng, em cũng hát một đoạn nhạc karaoke trải nghiệm với cái MV Jaguar Suzuki 1604 mà anh Lục Kim đã là chủ sở hữu. Vâng, hộp của anh Lục Kim thì bên em cũng vừa bóc xong và em để đây, thì em sẽ đóng gói cho anh. Vâng, thì cũng vừa hay hết nhạc thì anh xin phép anh Kim em bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh sớm nhất. Tôi sau cùng thì em chúc anh Lục Kim và gia đình sức khỏe dồi dào. Vâng, chúc anh luôn luôn gặp nhiều may mắn trong công việc và cuộc sống. Vâng, anh chào anh Kim, hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ. Vâng, anh Lục Kim nhé, đây là cái âm ly Jaguar KMF1604 anh đã chọn đấy ạ. Vâng, bên em bọc rất cẩn thận, đây là vỏ hộp của anh đấy ạ. Vâng, bên em bọc rất là kỹ vì đây là sản phẩm đắt tiền, hàng cao cấp. Vâng, em bọc rất là cẩn thận anh nhé. Những cái xốp của nhà máy bên em bọc rất là kỹ ạ, để tránh chống vỡ đấy ạ. Vâng, đây là hàng rất là đắt tiền, bên em bọc rất là cẩn thận. KMF1604 của anh đã làm đây rồi ạ. Vâng. Vâng, đây anh Thục Kim nhá. Vâng, đây là cái âm ly Jaguar KMF1604 đấy ạ. Vâng, sau khi quá trình mà là bên em bọc rất là kỹ và cẩn thận phía bên trong. Còn đây là phía bên ngoài bên em bọc bằng chít chống nước và địa chỉ thông tin của anh đầy đủ đấy ạ. Vâng, Zika Audio mong anh nhận được hàng sớm, anh trải nghiệm cái âm ly thế hệ mới của Jaguar Suzuki KMF1604 nhé.